Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đi đến tham quan một cái điểm du lịch mới có tên là rừng về nước Tịnh Khê, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 10 km, đi ô tô khoảng 15 phút là đến nơi. Em tên là Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cộng đồng Mỹ Khê. Thì khu di tích rừng về nước là được công nhận là khu di tích cấp tỉnh. Thì nhận thấy được cái tiềm năng của khu di tích này, cho nên là lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện phối hợp với bà con sống Kỳ Thủy, thôn Trường Định, thành lập nên cái hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cộng đồng Mỹ Khê. Mục tiêu là khai thác cái tiềm năng của cái rừng dừa này, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, góp phần tăng thêm thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ. Đó là cũng là thực hiện theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thì qua quá trình hoạt động chính thức vào tháng 3 năm 2023 thì đã nhiều khách đã biết thông qua các trang quảng bá hình ảnh về Facebook, trang web và có nhiều kênh nữa, có sự hỗ trợ của các VTV, VTV, thì cái sự lượng khách đến cái khu di tích này ngày càng đông và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Năm 2023 thì thống kê được khoảng hơn 2.000 lượt khách tới tham quan, và đầu năm nay thì có đón khoảng gần 1.000 lượt khách. Thì với cái sự đồng bộ của các hạng mục về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh thì trong thời gian đấy là lượng khách đến còn nhiều, và tập trung trong ngày 8 giai đoạn ngày từ ngày 1 đến ngày 3 là bọn em đã đón được trên 500 lượt khách. Ngày 1 đến ngày 3? Dạ, tháng 3 này. Mình mua vé vào rồi đi trên thuyền là cái giá vé bao nhiêu? Dạ, giá vé vào là 300.000 đồng trên vé, chở được 4 khách. Thời gian di chuyển và tham quan khu di tích này là tầm khoảng dao động từ 45 đến 60 phút. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, dạ. Ta ra ngoài đi. Bây giờ thuyền chúng tôi xuất bến, bắt đầu vào tham quan khu du lịch dừa nước Mỹ Khê. Bây giờ chị Nguyễn Thị Tím, chị Nguyễn Thị Tía thuyết minh dùm cho anh em trong đoàn. Mấy năm chiến tranh kia là chị đi bộ đội là hơn 13 tuổi. Rồi cái sang cái chị còn ở với anh em cách đi hái trường, quá trình chiến đấu với quân thù ở đây. Rồi xây dựng hầm hố bên dừa nước đây để mà đưa bộ đội qua ở. Anh em du kích và bộ đội với mấy anh hợp pháp, với chú hợp pháp nữa, rồi đưa từng viên đá, viên gạch, từng cái quả cơm, rồi từng gần cấu đưa qua sông để mà giữ cái đống dừa nước này. Ở đây là biết bao nhiêu đơn vị về đây để mà đổ bớt đây để giữ cho dừa nước là và giữ. Anh em đã hy sinh biết bao nhiêu tầng trẻ mà để chiến đấu đến cùng. Ở đó là tôi là Nguyễn Thị Tía đấy, có từng cả anh em qua sông nó tới tự. Rồi anh em qua sông, rồi sang cái quá trình nước tới đây nè. Rồi anh em hỏi chứ, sau này mình có gặp lại không, đồng chí Tía tôi nữa có. Nếu mà gặp lại thì mình gặp ở đâu? Nếu mà có đồng chí còn thì mình gặp bẹt từ lại bơn xã hay là của tỉnh cũng được. Để mình ta mà hỏi anh em mình hồi kia chứ. Vậy là mình còn sống được thì vậy là mừng hơn đồng chí. Tôi nói mừng chứ. Nếu mà sau này mình gặp lại là mình sẽ thăm lại đoàn tụ lẹ để anh em mình đoàn kết lẹ, rồi mình kể chuyện hồi chiến tranh mình ớt liệt, mình cản qua anh em mình bộ đội qua chiến đấu đến cùng, dẫn anh em bộ đội nè, đơn vị 253 nè, rồi đơn vị 31 nè, đơn vị của 48 thời đó tôi cũng còn nhỏ chứ biết mấy chị mấy anh thư hy sinh nhiều quá rồi. Hồi đó chị mấy tuổi? Thời đó chị là 13 tuổi. 48 thời đó là chưa đi được mà chị ở nhà đi rồi. Chị nhớ cái năm đó không? Năm chiến tranh ác liệt. Còn mình căn cứ mình đóng ở đâu chị? Căn cứ chị nhiều chỗ lắm. Chị cho từng Bắc Mỹ mà chị đánh nhà máy nè, ngay chỗ đây nè, ngay đây. Bóng Nam có trẻ lặng. Là vụ nó đánh trẻ đó là bọn chị giờ vô khó. Nhưng mà lúc đó có dừa nước nhiều thế này không? Dừa nước chị nó ý kiến nha. Nhiều lắm chị ý kiến. Dừa nước hết toàn bộ. Sau này dân mà được tôm đó em. Yeah. Họ phó toàn bộ hết.
Đây nè, đây cũng đốt nhiều nước nè. Nhưng mà trước đây là nhiều nước rất nhiều. Nhiều lắm. Nhưng mà do người ta nuôi tôm cho nên tôm người ta phá. Tôm họ quá hết. Rậm bi, rậm bích ấy không ngáo vô luôn. Hồ du kích mình đóng ở đây phải không chị? Đắt đây hết toàn bộ luôn. Bọn chị á đắt đây, đồng bộ luôn. Không bồi, nó đã hứa với nhau là còn chứ tốt đồng chí thôi. Bước mái âm chính trị viên, anh Cào nè, rồi anh Công nè, rồi anh Châu nè. Các đồng chí đó là cùng ở với bọn tôi hết á. Đẹp cam của anh Cao về đánh dẹt không chịu nổi đất của nó con đây. Ừ. Giờ hay. Lúc đó chị mấy tuổi đó, chị Tía Hà? Hả? Lúc đó chị đi chị mấy tuổi? 17 tuổi á. 17 tuổi. Ừ, 17 tuổi. Chị là làm du kích hay là giao liên? Du kích chứ. Du kích hả? Ở du kích mấy mới hầu chị khỏe lắm em ơi. Chị dạ. Cản ngang. Nè nước còn cổ vẫn cản. Bộ đậu trên còn cổ nè, lậu qua đó. Chị chiến đấu cuối cùng hầm biết bao nhiêu em. Hầm năng này nè, làm kèo dài nè em. Có hầm không? Có hầm bí mật không? Không có mật không được. Bọn chị làm vậy nè em, hôm kèo sang rồi cái lấy ơi xe cái bô có bộ đội đó. Tắm mưa bộ đội thôi mà chết mà hầu nè, hôm qua qua Hà Nội chả vô đó mà nó chết đó. Làm sang rồi cái áp hết rồi cái rớt lên trên. Không ai biết cái hầm bọn chị ở hết mà toàn trẻ cầu tay nè em. Ăn cơm giác. Rồi nó động viên có đồng chí mình ngày hôm nay mình dạy ngày mới kia mình biết đâu mình qua bên mình hưởng. Biết đâu được cho nên có công chế cứu đây cứu lại cái hầu có công chế giải đó chứ nè bà cả cái tôi dạy có đụng có lân băm không có công chế có đụng mình vui vẻ chút đi mình không có nói gì hết có công chế cho nên mình hồi đó chị vui. Có bồi chị ơi đó là 17 tuổi có bồi rồi chứ ông mấy ông miền bé ông chạc lắm chứ mà hầu nè mình đừng có lồn gì hết nghe hà lắm đây là cây cộng sản đây hả cây cộng sản á cây cộng sản của mình á bọn chị bị thương là cái đó kiệt vô là công nhận ha nghe ha đó, ừ cũng ha nghe, nó khiến cho bọn chị nhiều cái vậy đó. Chứ nếu mà không có cái cây đó, bọn chị nghe, nè, bác càng nấu canh với cái lối đây nè em, nó đén này nó đén này, cái lối đây đâu, bọn chị thế nấu canh với cây đó đó, mà cũng sống, ăn mắm một giờ rồi ăn mắm rồi, cho ăn xôi nhạt bột ngọt luôn, một lít nước phế nghe, và chép một thao với anh em bộ đội chấm ăn, rồi cũng sống miết, chị tuần trẻ nấu chua. Để cam ăn mà họ tin tưởng chị lắm thì cam bộ đội đó để giờ mà để về màu mà đánh đồng đó em đánh đồng á đánh cái đồng nó ngon nè đồng nột chạy về đây chị cũng hay đó hầu cái đây là nó vừa thấy nè từ o đến dép luôn một dãy trần sân mình á đó vừa nước đây chứ không để là cái nhỏ nó rất nguy hiểm à, đó đó ai còn nãy chị bệnh cái đây nè em nè cái rồi nó điện nó xuống đây nè chị bệnh có lá dừa đó chị bệnh có lá dừa đó bệnh có lá dừa đó nó mới quay đó giờ gì mình rồi đó nghe em là bánh nữa phải không em nè hầu chị em có lá đây nè cái đó ra rót đây mà chị bọn chị sống miếng này chấm miếng mắm té cũng muốn càng nữa đây nè cái ra rót mà nó nâu nó nứt lên nữa đó cái ra rót đó hầu bọn chị em đó em miếng nó ra đó thầu với dân họ cho nữa khoảng sức họ cho em nữa bọn chị bộ đậu du kích cho em cái đó chị hết tầm rửa chị cho em hết cái đó luôn gì chị luộc ra tập toàn rau gì chị cũng hết cho mấy anh bộ đậu du kích em hết khổ quá mà đi phía trước chiến đấu cuối cùng giờ con kế cô lắng hết rồi chứ hả đơn ở đâu ai nhờ một đứa ASEAN một đứa hay vậy giờ có con tái mà chị đài dù thì nó sướng bây giờ gai nó đậu dài cậu quá kì. Nãy có một cái đoàn hoa cái xe ga đẹp ha. Ờ. Mình coi hôm chứ. Qua mình cũng đi đông đẹp vậy đó em. Hôm qua mình đẹp lắm. Đây đây, mình dùng chỗ đây. Đó, em quay hết cái lá dừa này đó. Chị cũng cực lắm em. Chị tranh hồi chị con. Đi về nó đóng đi. À, chị bay hết á. Muốn ăn ở chỗ đây không? Không, đi về nó đóng đi. Lấy cái chụp tình luôn. Chắc cháu ra cho con sát vui xí con. Cái cây nó, cây này nữa. Không. Thằng ngay trời, có ta kẹp có ta. Rồi, rồi, con kêu lên. Dạ. Chụp lấy rồi chứ. Các cô cười lên nha. Qua phim đó nha, qua phim đưa lên truyền hình đó nha. Xin chào nè. Đẹp quá. Hả? Ờ, anh Tuế. Ai mua rú nhút không? Mua đất rồi. Mua đất hả? Dạ, cái cây đó còn rồi. Đẹp phải đẹp thầy. Đừng có xe đứa đầu nghe. Đừng có quay đứa là đẹp. Tình gặp người đất ở đây. Sợ nào em? Gặp thầy luôn á. Trắng. Trắng.
Ủa, học là thầy chỉ ra đây là... quen hàng chi. Thầy của em mở. Hàng chi ngồi cũng ghê. Em tên là Tiêu Thị Kim Yến ạ. Em làm khoảng được 4 tháng rồi ạ. Em là nhân viên hướng dẫn ở đây ạ. Cái lượng khách đến đây đông không? Dạ, lượng khách thì trung bình khoảng 60 người ạ. Trước đây em học cái ngành nào ra? Dạ, em học quản trị kinh doanh ạ. Ở trường nào? Trường công nghiệp 4 ạ. Học trò của thầy. Dạ, dạ vâng. Rất là hân hạnh được hôm nay gặp em nha. Dạ vâng. Thầy rất là mừng, thứ nhất là đến đây được gặp em là một này, là cựu sinh viên của trường. Thứ hai là được đến cái rừng dừa nước Sơn Tịnh. Đây là một cái vừa thắng cảnh vừa là di tích lịch sử. Dạ. Hồi nãy đi trên du thuyền đấy thì được nghe cô Nguyễn Thị Tím có giới thiệu. Phải nói một cái thời kỳ chiến tranh rất ác liệt, nhưng mà du kích của mình quân đội ta rất anh dũng, bám trụ ở cái vùng dừa nước này. Dạ vâng. Và hôm nay là địa phương khai thác cái nơi này để mà làm du lịch. Hy vọng rằng là tương lai thì cái khu này sẽ phát triển tốt, cho bà con có cái thu nhập, cải thiện đời sống. Dạ. Rồi, em có phát biểu gì thêm trước khi thầy chia tay không? Dạ có thầy. Dạ thì cho em gửi lời thăm đến thầy và các thầy cô đã từng dạy em. Em mong là mọi người khi biết tới rừng dừa núi sẽ đến và ghé thăm nơi đây nhiều hơn ạ. Lúc đó em biết thầy là trưởng khoa không? Dạ biết. Dạ em có nghe nói rồi ạ. Thầy tên thầy gì trưởng khoa? Thầy Nguyễn Thành Long trưởng khoa đúng không? Dạ. Ai chủ nhiệm lớp em? Dạ, hồi trước là cô Thúy ạ. Cô Thúy, là Nguyễn Thị Thanh Thúy ạ. Nguyễn Thúy chủ nhiệm. Dạ. Có biết thầy Phạm Việt Hồng không? Dạ em biết ạ, thầy từng dạy em môn marketing ạ. Marketing phải không? Dạ. Em có gửi lời thăm thầy Hồng không? Dạ có. Rồi cảm ơn em nha. Chào tạm biệt nha. Dạ. Nói chuyện đấy nha. Rồi, thôi không nói chuyện đấy. Nói bằng tiếng Việt, ok. Ok. Bruno giới thiệu về Bruno đây. Tôi tên là Bruno. Tôi là 59 tuổi. Tôi sống ở xã Tinh Khê. Tôi thích Việt Nam. Anh có vợ người Việt không không anh? Tôi có vợ, là 45 tuổi. Vợ quê ở Tinh Khê. Tình cờ sáng hôm nay thì chúng tôi đi tham quan trên cái rừng dừa nước Tịnh Khê. Đẹp. Thì là gặp anh Bruno người Pháp, có vợ người Việt, nó rất yêu Việt Nam. Ok. Bruno cảm thấy là ở đây là vui, sắc sẽ, cảnh đẹp. Cái cảnh dừa nước đây đẹp không anh? Dạ đẹp. Anh có đi thường xuyên không? Đây là sâu thông gió mà đẹp. Dạ. Anh có đến thường xuyên đây không? Bruno có đến đây thường xuyên không? Dạ, dạ Bruno. Mà nhà Bruno ngon ở đây. Nhà của bố. Bruno ở đây không? Bruno thích. Rồi, Bruno thích gì ở đây? Cảm ơn Bruno nha. Okay. Xin chào. Rồi, cảm ơn. Bye bye. Bye bye home. Bye bye Bruno. Thank you very much.